Tên khốn Min Hoan buồn bã ngồi đợi Sumin. Sumin lên xe taxi, cố tình cởi hai cúc áo trên cùng, sau đó đi tới ngồi xổm trước mặt Min Hoan, giả vờ quan tâm hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì. Trên thực tế cô ta đang lên kế hoạch cướp bạn trai của Chivon. Min Hoan ngay lập tức bị mê hoặc. Ở bên này, Chi Hút tỉnh dậy trong bệnh viện, đúng lúc có kết quả xét nghiệm. Bác sĩ cho biết Chi Hút bị thiếu ngủ, ăn uống thất thường, uống rất nhiều rượu. Bởi vì anh đã ép bản thân mình quá mức nên não của anh ngừng hoạt động, hệ thần kinh tự chủ và hệ tiêu hóa cũng có vấn đề. Chi Hút sau khi nghe lời này, anh liền nhờ bác sĩ kiểm tra dạ dày của Chivon. Chivon nói rằng cô gần đây đã chụp CT, chỉ là viêm dạ dày thông thường. Bác sĩ và Chi Hút không hiểu tại sao Chivon lại chụp CT. Chivon không biết phải trả lời sao, cô ngay lập tức hỏi Chi Hút tại sao anh lại biết dạ dày của cô không tốt. Chi Hút đơn giản giải thích rằng là do ở công ty anh thấy cô hay uống thuốc. Nói tóm lại cả hai đều có cảm giác rất kỳ lạ. Đồng thời lúc này, Sumin giả vờ tỏ ra vẻ ngượng ngùng trước mặt Min Hoan. Điều này càng khơi dậy tính chiếm hữu của tên khốn này. Ngay khi Min Hoan chuẩn bị tiến xa hơn, Sumin đột nhiên đẩy anh ta ra. Cô ta nói không được, cô ta không thể làm Chivon tổn thương. Sau đó cô ta ngồi xổm xuống đất và khóc lớn, giả vờ đáng thương. Min Hoan bắt đầu thương cảm cô ta, Sumin ngay lập tức phát ra tín hiệu, cô ta không biết phải làm sao với Chivon. Min Hoan đã cảm động và giúp Sumin lau nước mắt, sau đó trao cho cô ta một cái ôm yêu thương. Sumin bật cười sau khi thấy mục tiêu của mình đã đạt được. Sau đó anh ta đưa Sumin về tới tận nhà. Lúc này Chi Hút và Chivon rời khỏi bệnh viện. Chi Hút đề nghị chở Chivon về nhà, nhưng Chivon không nói gì cả. Chi Hút thấy vậy, anh ngay lập tức giải thích rằng anh là người tốt. Nhưng trái tim của Chivon đã tan vỡ, cô thực sự không thể tin ai khác nữa. Chivon chỉ đơn giản nhấn mạnh rằng cô đã có bạn trai, và bạn trai của cô là cấp dưới của Chi Hút. Vì chuyện xảy ra hôm nay mà cô rơi vào tình huống khó xử. Lời vừa dứt, Chi Hút yêu cầu Chivon bảo bạn trai suy nghĩ thấu đáo hơn, bảo anh ta phải luôn đối xử với cô thật chu đáo và cẩn thận hơn. Sau đó anh gọi taxi cho Chivon, rồi anh nói anh thích Chivon, nhưng anh sẽ không làm bất cứ điều gì mà cô không muốn, hay kéo cô vào rắc rối. Nhưng trước lúc đó, anh mong Min Hoan sẽ suy nghĩ chín chắn hơn, cũng mong Chivon dành thời gian suy nghĩ thật kỹ về chuyện này. Sáng ngày hôm sau, Sumin đi đến công ty trước, sau đó Min Hoan đi vào sau, rồi anh ta trừng mắt nhìn Chivon, tình cờ bị Chi Hút nhìn thấy. Trong giờ nghỉ trưa, Chi Hút lấy lý do công ty không cho phép tình yêu văn phòng, hy vọng Min Hoan và Chivon chia tay. Đương nhiên Min Hoan không phục điều này, vậy cứ cho như là vì tôi thích cô ấy đi. Chi Hút cảnh báo Min Hoan, đừng bao giờ động tay với Chivon nữa. Sau đó anh nắm chặt cổ tay Min Hoan, bảo anh ta hứa sau này không được đánh Chivon, đồng thời quên đi chuyện tối ngày hôm qua. Mặc dù Min Hoan đã hứa với Chi Hút, nhưng trong lòng anh ta đầy dấu vết hận thù. Một lúc sau Chivon chủ động tìm Min Hoan, cô dự định nói lời chia tay. Nhưng nghĩ lại, nếu như bây giờ hai người chia tay, thì không biết Sumin có gặp chuyện gì không. Dù sao thì chuyện vẫn đang tiến triển. Min Hoan đột nhiên xin lỗi Chivon vì tối qua đã kéo tay cô. Nhưng anh ta cho rằng Chivon biết là cô ấy cũng sai. Nếu như cô không làm quá lên thì Chi Hút đã không xen vào. Thời gian qua anh ta đã kiềm chế vì Chivon quá tốt với anh ta. Nhưng mà giờ đây anh ta phải trừng trị cô mới được. Chivon rất thắc mắc, tối qua anh ta có về thẳng nhà luôn không? Nghe vậy Min Hoan ngay lập tức toát mồ hôi. Hóa ra tối qua sau khi Min Hoan đưa Sumin về nhà, Sumin đã thành thật với chính mình. Cô ta hôn lên má Min Hoan, rồi cô ta đi vào nhà. Lúc đối mặt với câu hỏi của Chivon, Min Hoan đã nói dối là mình về nhà. Tuy nhiên Chivon đoán rằng đã có chuyện xảy ra giữa anh ta và Sumin. Lúc trở lại văn phòng làm việc, quản lý Kim hẹn Chivon và cô Giang đi ăn trưa. Trùng hợp là chỉ còn Sumin và Min Hoan ở lại văn phòng. Đây không phải là thời điểm tốt để đưa hai người họ đến với nhau sao? Thế là Chivon bảo Min Hoan đưa Sumin đi ăn vài món ăn ngon. Cô lấy thẻ tín dụng của mình ra và để anh ta tự do tiêu xài. Min Hoan trở nên vui vẻ sau khi nghe điều này. Thực ra Sumin cũng có ý nghĩ này. Mặt khác quản lý Kim đã giao đề xuất của Chivon cho giám đốc Quang xem xét, nhưng ông ta đã thêm tên của mình vào đó, nói một cách hoa mỹ là để làm cho mọi việc diễn ra suôn sẻ. Trên thực tế chỉ ngồi tại chỗ và tận hưởng những lợi ích. Quản lý Kim cố tình tìm kiếm rắc rối, nói rằng các chi tiết của đề xuất chưa được hoàn hảo, cần phải thay đổi bao bì và thành phần, chẳng hạn như lấy tên một đầu bếp nổi tiếng đặt tên cho thương hiệu. Điều này đi ngược lại với điểm mấu chốt trong đề xuất của Chivon. Cô ngay lập tức phản đối. Không ngờ quản lý Kim lại tức giận, giận dữ mắng mỏ đó là ý của Chivon. Nhưng điều ông ta cần là được thăng chức, vì vậy ông ta quyết định loại Chivon ra khỏi đề xuất này. Chivon một lần nữa khẳng định đây là đề xuất của cô. Quản lý Kim cảm thấy Chivon thật hài hước. Của Chivon thì sao, dù sao nó cũng thuộc về công ty. Lúc này Min Hoan đưa Sumin đến một nhà hàng cao cấp. Cái cách anh ta gọi rượu khiến Sumin tưởng anh ta là một người đàn ông tốt, lịch sự, thông minh, lại còn làm trong công ty lớn. Đây là người đàn ông tốt nhất mà Chivon từng gặp. Nhưng Min Hoan cho rằng Sumin bị ám ảnh bởi anh ta. Đồng thời lúc này Chivon giận dữ và đã rời khỏi nhà hàng. Cô Giang cảm thấy việc loại bỏ Chivon không tốt lắm. Tuy nhiên quản lý Kim chỉ muốn đơn giản hóa quy trình. Dù sao thì tên của ông ta buộc phải được viết lên đó. Cũng có thể nói ông ta đã cố ý tìm cách loại Chivon ra khỏi đề xuất lần này. Lúc Chivon quay trở lại công ty, cô nhận được một tin nhắn, tài khoản của cô bị trừ 340.000 won. Nhưng nghĩ kỹ lại, Chivon cảm thấy cuộc sống này thật tồi tệ.
cô không biết phải vật lộn với nó thế nào, bây giờ cần phải học từ từ, để mấy tên lười đó không thể lấy mọi thứ từ cô. Mặt khác, giám đốc Quang đưa bản đề xuất cho Chi Hút xem, nói rằng quản lý Kim có năng lực nhưng chỉ là thiếu chút may mắn. Tuy nhiên sau khi Chi Hút đọc đề xuất, anh nhận thấy không có tên Chi Won, anh đột nhiên nhớ lại, trước đó Chi Won đã nói rằng cô có ý tưởng về một bộ đồ ăn, anh không khỏi cảm thấy bối rối. Sau khi rời khỏi văn phòng, anh ngay lập tức nhắn tin cho Chi Won, anh hỏi đề xuất của cô có vấn đề gì không. Tuy nhiên Chi Won muốn dựa vào sức mạnh của mình để đối phó với mấy tên lười kia. Tối nay Chi Hút đưa Chi Won đến phòng tập võ Judo. Chi Hút đưa cho cô ấy một bộ đồ, sau khi Chi Won mặc nó, Chi Hút bắt đầu dạy cô một số động tác cơ bản, sau đó đến bước luyện tập. Bước đầu tiên để chiến thắng là can đảm đứng lên đối diện với đối thủ, đó chính là cách chiến đấu. Cuối cùng Chi Hút cố tình thua Chi Won một ván, giúp cô ấy lấy lại sự tự tin. Sáng ngày hôm sau, Chi Won dường như trở thành một người khác, cô kiên quyết can đảm đứng dậy đối diện với đối thủ. Chi Won đưa cho quản lý Kim bản đề xuất mà cô đã làm lại, đồng thời cô cũng xin lỗi chuyện ngày hôm qua. Không ngờ quản lý Kim lấy ra một bản khác, nó gần giống hệt ý tưởng của Chi Won. Chi Won nhìn thấy tên của giám đốc Quang ở trên đó, cô ngay lập tức nảy ra một ý tưởng, cô cầu xin quản lý Kim cho mình một cơ hội. Quản lý Kim nghĩ rằng Chi Won đã mềm lòng, ông ta bảo Chi Won chỉnh sửa hai bản rồi nộp lại cho ông ta. Su Min ở một bên không khỏi vui mừng, cô ta đang cố gắng lấy lòng cô Giang, nói rằng mình không cố ý cướp mất vị trí của Chi Won, suy cho cùng bọn họ cần phải công bằng trong công việc. Sau đó khen Chi Won rất tuyệt, nhưng cô ấy không linh hoạt và khá chặt chẽ. Trên thực tế những lời này đều là gửi đến cô Giang. Su Min thấy cô Giang khen mình là một người bạn tuyệt vời, cô ta nhanh chóng muốn trở thành bạn của cô Giang. Cô Giang, người đã quen phục tùng, đương nhiên không hiểu ý đồ của Su Min. Cô hào phóng bày tỏ rằng hai người sẽ cùng nhau hoàn thành đề xuất trong tương lai. Lúc này Chi Won nhớ lại việc giám đốc Quang lên máy bay, ông ta bị cách chức vì sử dụng bạo lực, bây giờ cô sẽ nắm lấy tay áo của quản lý Kim, nhưng làm thế nào có thể hạ gục ông ta thì cô chưa biết. Su Min rủ Chi Won đi vào phòng ăn bánh cùng mọi người. Cô Giang đột nhiên than thở rằng Su Min chăm sóc Chi Won thật chu đáo, sau đó hỏi Chi Won khi nào bản đề xuất sẽ hoàn thành, sẽ rất tốt cho cô xem trước khi đưa cho quản lý Kim, đương nhiên bao gồm cả Su Min trong đó. Thực ra Chi Won đã nghĩ về cả chiến lược tiếp thị, cô sẽ chia sẻ nó ngay và đề nghị mọi người dùng tên của giám đốc Quang để thu hút sự chú ý. Chi Hút tình cờ nghe thấy điều này, rất nhanh chiến lược tiếp thị đã đến tay quản lý Kim. Sau khi có được sự phê duyệt của Chi Hút, giám đốc Quang và chủ tịch Du chính thức cho ra mắt bản đề xuất, quảng bá giám đốc Quang trở thành một người dễ dàng tiếp cận, hình ảnh người đàn ông tốt của gia đình. Sản phẩm đã nhận được rất nhiều lời khen sau khi cho ra mắt, sự nổi tiếng quá mức khiến giám đốc Quang bật cười và ông ta rất cảm ơn quản lý Kim, người đã đề nghị ghi tên ông ta vào trong đó. Tuy nhiên Chi Won mới là người lập ra kế hoạch, bản tính tham lam của quản lý Kim lại trỗi dậy. Ông ta nói đó là ý tưởng của mình, bởi vì quá vui mừng, giám đốc Quang quyết định ra nước ngoài, muốn noi gương theo Chi Hút và có được vị trí như anh ấy. Khi đó quản lý Kim sẽ có sự hỗ trợ của ông ta, làm bất cứ điều gì mà quản lý Kim muốn. Chi Won đang tính toán các bước tiếp theo, đột nhiên Min Hoan xuất hiện ở phía sau. Su Min nghĩ đề xuất lần này rất ổn, cô ý nói Min Hoan mua gà rán đãi hai người. Tuy nhiên Min Hoan đã mua hương vị yêu thích của Su Min. Chi Won thấy vậy, cô ấy cho biết hôm nay cô lại có một cuộc họp ở ngoài, đồng thời cũng nhắc lại chuyện cũ. Cô và Min Hoan đã từng ăn gà và ngắm cảnh về đêm, cảm giác đó rất tuyệt vời. Thực ra Chi Won chỉ đang gợi ý cho hai người bọn họ cách tạo ra sự lãng mạn khi ở bên. Sáng ngày hôm sau, Chi Won gọi điện cho giám đốc Quang. Chi Won khẳng định ý tưởng về bộ dụng cụ ăn uống vốn là của cô. Cô sẽ nộp đơn khiếu nại về việc bị ép rời khỏi dự án. Điều này khiến giám đốc Quang tức giận đến mức cúp điện thoại. Chi Won cầu nguyện lần này cô sẽ giành chiến thắng. Sau khi cúp máy, giám đốc Quang bắt đầu tìm kiếm rắc rối. Toàn bộ quá trình được hành khách quay lại, bởi vì có người ngồi cạnh chỗ ngồi của ông ta. Ông ta cứ đánh vào đầu của tiếp viên, sau đó gọi điện cho quản lý Kim, khiến trách ông ta không giải quyết được Chi Won, người đã viết ra đề xuất. Tiếp theo đó, giám đốc Quang bị nhắc nhở vì không tuân thủ các quy định trong chuyến bay. Ông ta lại đánh tiếp viên. Sau khi sự việc này được phơi bày, giám đốc Quang bị cách chức trực tiếp. Điều này khiến Su Min rất hoảng sợ. Mặt khác, Chi Won cảm thấy rất vui, cô không hề để ý đến Chi Hút ở phía sau mình. Chi Hút có điều muốn nói với Chi Won, giám đốc Quang đã bị sa thải, còn quản lý Kim sẽ bị kỷ luật vì ăn cắp đề xuất của cô. Lúc Chi Hút rời đi, vô tình làm rơi điện thoại của Chi Won. Một bài hát của nhóm nhạc BTS đang vang lên bên trong. Chi Won nói rằng cô muốn nghe bài Dynamite, nhưng cô không tìm thấy. Tuy nhiên Chi Hút thì thích bài Spring Day hơn bài Dynamite. Vẻ mặt của Chi Won ngay lập tức cứng lại sau khi nghe điều này. Sau khi phản ứng lại, nụ cười của Chi Hút cũng biến mất, bởi vì bài hát Dynamite phải đến năm 2020 mới được phát hành, còn bài Spring Day được phát hành năm 2017, nhưng hai người hiện tại đang ở năm 2013.